Xin chào các bạn, Mina cũng xin chào các bạn. Ui, xin chào các bạn. Mina không thèm nhìn luôn. Ôi, phấn khích kìa, phấn khích kìa. I don't bless you. Xin chào. Mới lên video lần đầu nên Na bị khớp. Nhìn kìa, ơi, dạo này sao gương ghê lắm, điệu đà lắm. Phân tâm á nha ơi. Rồi, ngày hôm nay á, mẹ Na và Na sẽ làm một video chia sẻ với mọi người kinh nghiệm làm sao để giữ cho da bé được láng mịn nè, chị tránh và chị bị tróc da nè, bị chàm, bị vẫy nến. Hồi lúc mà Mina sinh ra đời á, thì mình để ý những bé xung quanh, với lại những lúc mà đi tiêm vaccine 1 tháng 2 tháng á, thì mình thấy là giống như là 10 bé thì có hết khoảng 7-8 bé là mặt sẽ bị tróc da, rồi bị vẫy nến, rồi bị chàm đỏ xung quanh cái khu vực mà má với lại lỗ tai. Rồi chỉ nhìn chỉ luôn rồi chị không có nhìn đi đâu nữa. Nên rất là thương luôn. Với lại các bé bị như vậy thì nó sẽ ngứa nhiều, không có ngủ được, xong rồi đêm thì quấy khóc á, làm cho các mẹ mệt mỏi. Thì á, lúc mà hồi mới vừa ở bệnh viện về á, thì Mina cũng có một vài ngày là mặt nó hơi hơi bị chóc da. Thì lúc đó mình cũng lo lắng không biết làm sao hết. Mà rất may là nhờ vào sự thông thái của Nono. Thì Nono nói là như vậy là do nó bị thiếu độ ẩm, với lại lúc đó đang là mùa đông nữa, thì trẻ con nó còn nhiều độ ẩm hơn người lớn. Ở trong nhà thì mình mở điều hòa, mở nhiệt độ rất là cao, nên em bé thường là chịu không nổi. Thì lúc đó mình mới để ý, lúc mà ở trong bệnh viện á, thì họ có một cái máy đo nhiệt độ với lại độ ẩm. Thì nhiệt độ luôn luôn á, là 22-23 độ, độ ẩm lúc nào qua 50-60%, là coi như là cái môi trường tuyệt vời của các em bé. Thì lúc Mina đẻ ra ở trong bệnh viện 7 ngày, thoải mái mà không hề bị tróc da, không bị bong da gì hết, nhìn lúc nào cũng thấy đáng yêu hết. Xong về nhà mấy ngày thì lại bắt đầu bị tróc da. Thì ban đầu á, mình dùng cái mà phun ẩm ra, gọi là cái gì nô, phun sương hả, máy phun sương hả, cái cục mới đầu mình có cái máy phun sương nhỏ như này, mình mở thì nó cũng cấp ẩm, nhưng mà chỉ được khoảng 15-20 phút. Mà cái máy đó là phải thay nước thường xuyên tại nó bé xíu. Xong rồi mình cũng có dùng cái máy mà bự bự hơn thì nó được khoảng 1 tiếng, nhưng mà thay liên tục á. Xong rồi độ ẩm trong nhà thì lúc nào nó cũng bị tụt xuống. Cái xong cái Nono lên mạng tìm hiểu á, thì mua được một cái máy cấp ẩm, coi như là nguyên ngày thì các bạn mới phải thay nước 1 lần. Là từ cái lúc đó là mặt Mina láng o, không có bị chóc da, không có bị chàm đỏ gì nữa hết. Thì á, mình sẽ để hình ảnh cho các bạn nhìn thấy là lúc mà nó mới về nó hơi hơi bị chốc chốc da như thế nào, và sau đó thì cái mặt nó tới giờ là đấy không? Không thèm chôn mặt cái nhìn soi gương không à. See what it looks like. Mình tiến cử là những bạn nào mà nhà có con nít á, thì nên mua một cái cục như vậy, một cái cục đo nhiệt độ với độ ẩm. Thì cái cục này á, nếu mà các bạn mua loại cơ thì nó bán trong 100 yên hoặc là những siêu thị bình thường giá khá là rẻ. Còn mình là mình mua cái loại digital luôn, loại số hóa. Để có thể nhìn được chính xác là bao nhiêu độ luôn. Thì ví dụ như bây giờ, hiện giờ là nhiệt độ là 23 độ 3, và độ ẩm là 69%, là như vậy rất là ổn luôn. Thì nó có một cái hình ở phía trên là ví dụ như lúc mà nhiệt độ với độ ẩm hợp lý thì nó sẽ là mặt cười. Thì mình nhìn vô một cái là mình biết liền đó, thì trên này là đang là mặt cười. Ui, lấy cái mặt của tôi đó. Thì cái này rất là hợp lý. Phía sau này là đính 500, thì các bạn có thể gắn nó lên chỗ nào đó mà có sắt trong nhà, để lên như vậy thì nó sẽ đo độ ẩm với nhiệt độ trong phòng rất là tiện.
Rồi, đây là cái máy cấp ẩm mà mình nói của Panasonic. Ồ, bóng mình quá. Đây thì nhìn nó khá là to và chiếm chỗ, nhưng mà cực kỳ tiện dụng, cực kỳ tiến cử cái này. Thì hiện giờ nó đang hết nước nữa, nó kêu là mau đổ nước vô. Một ngày á, các bạn chỉ kịp thay nó một lần, tại vì cái bình của nó rất là lớn. Cái bình này chắc phải 2-3 lít gì đó. Nó thay rồi bỏ vào thôi, xong rồi các bạn nhấn nút thì nó có nhiều chức năng. Thì bình thường á, mấy hôm mà mấy ngày mùa đông á, mình chỉ để chức năng tự động thôi là khá là ổn rồi, không có cần phải cho thêm nhiều. Thì nó khi mà chức năng tự động thì thường là nó sẽ vô cái omakase này, tức là mình giao phó cho cái máy này nó tự cấp ẩm cho cái phòng. Còn không á, thì mình sẽ chỉnh theo đúng ý của mình, là khi mà mình cảm thấy là ví dụ như nodal là cổ họng nè, hay ra là da, tức là mình cảm thấy là cổ họng bị khô hoặc là da bị khô á, thì mình có thể chỉnh cái đó cho nó tăng ẩm lên nhiều hơn. Rồi mình có thể chọn một cái setting, một cái cài đặt mà mình thích. Rồi Oyasumi là cho nó nghỉ, ví dụ như nếu như ngủ, ok. Ừ, thì nó không có giống như là nó không có kêu xì. Lúc mà nó mở mạnh thì cái này nó kêu ra nó hơi xì một tí xíu. Ừ. Thì cái máy này rất là tiện dụng, cực kỳ khuyên dùng. Cái máy này thì có lẽ là nó hơi mắc một tí xíu. Nếu mà nó không có nằm trong cái ngân sách của bạn thì bạn cũng có thể mua cái nào đó rẻ hơn. Nhưng mà cái việc mà mua một máy cấp ẩm cho em bé vào mùa đông là cực kỳ quan trọng. Đó, thì khi mà các bạn nuôi em bé trong nhà, thì em bé nó cần độ ẩm rất là cao, mà nó không có thích nhiệt độ cao. Hồi trước á, thì vì mùa đông mình có sợ em bé lạnh, mình mở nhiệt độ khá là lớn. Nhưng mà sau đó thì mình mới biết á, là thật ra em bé mà nhiệt độ cao á, thì nó rất là dễ bị nóng quá, nó bị đục tử. Còn á, khi mà nó bị lạnh, hơi lạnh một tí xíu á, thì chẳng qua là nó phải hoạt động bên trong mạnh mẽ hơn để nó tạo thân nhiệt, để cho nó làm ấm cơ thể, thì em bé nó sẽ nhanh đói hơn, nhanh mệt hơn thôi. Nhưng mà thà là lạnh một tí xíu sẽ đỡ hơn là bị nóng. Ừ. Thì hồi lúc mà Mina mới đẻ, mình hay kiểu sờ tay sờ chân con á, thấy nó hơi lạnh á, thì mình có lo mình nó làm cho cái nhà nó ấm lên, thì như vậy không có cần thiết. Đôi khi tay chân nó lạnh là chuyện bình thường, thì các bạn có thể mang tất tay tất chân, hoặc là mang cái gì nóng trên đầu cho em bé là được rồi, không có cần phải làm cho nhiệt độ trong phòng quá cao. Vì vậy nên lúc nào mình cũng để nhiệt độ trong phòng khoảng 23-24 độ và mở máy phát ẩm. Ừ. Như vậy hả, xuyên suốt nay Mina được 4 tháng tuổi rồi và mặt nó ngon, không có hề bị chóc da gì hết, rất là xinh. Thì mình hy vọng là cái kinh nghiệm của mình hữu ích với lại các mẹ chăm con vào mùa đông dễ bị khô da. Cảm ơn các bạn nha, hôm nay mình làm video hết là nhanh. Nha, bye bye mọi người. Nha ơi. Nha. Mina không tập trung xíu nào hết, nhìn mặt ghét quá. Cười cái này. Rồi hai.